Khổng lồ 2, 3, 4 càng, 5 càng gì luôn nha. Cô, một mấy tô bánh canh 300g như vậy thì mình lời khoảng bao nhiêu thôi cô? Không có được 20 ngàn đâu cậu. Không được 20 ngàn? Không có được 20 ngàn đâu cậu. Vâng, đây là cái quán bánh canh 300k rất là nổi tiếng thời gian qua. Hôm nay thì chúng tôi đến đây để xem là hiện nay nó có gì đặc biệt không. Đây là cô chủ của bánh canh. Cô, 300 ngàn là được mấy cái càng cô? Cô không trả lời được, tại vì tôi bán không có đến cậu. À, tại tùy bữa anh. Tại vì em biết đó, để biết. Dạ, tại thường là tùy hôm anh. Với lại tùy cỡ của cái càng đó. Cái này là không biết phải không? Dạ, cái đó không biết. Dừng không? Hai bà trước là thêm không? Hai bà trước là thêm. Con cô nó bữa nào càng to thì ít càng lại. Càng nhiễm không, nhiều càng lên vậy đó anh. À, có nghĩa là tùy cái độ lớn nhỏ của càng á. Ừ, vâng ạ. Hỏi về hỏi tôi không biết trả lời. Dạ dạ. Tại vì mình đâu có nói chính xác được. Yeah. Là nhiều khi độ càng lớn càng nhỏ mình phải độ lại. Cô, cái lượng người mà người ta mua 300 ngàn một tô có nhiều không cô? Cô không có nhiều đâu cậu. Dạ dạ. Nó cũng ít người gọi đúng không cô? Cũng ít lắm. Dạ. Thường ở đây người ta ăn. Người ta ăn thường thường là người ta ăn tô bao nhiêu cô? 350 đi mẹ. 30, 40, 50 cô. À, 30, 40, 50. 150. Nước sôi 100. Hồi xưa 300 liền chỉ có khách quen lâu năm họ mới ăn thôi chứ mấy ai cũng lại kêu 300 liền đâu. À. Hồi xưa khách quen thôi. Còn tô mà bắt đầu có cua là 100 ngàn đúng không chị? Vâng ạ, thịt cua thì bắt đầu từ thịt cua trở đi. Tại vì thật ra em không có cho tí xíu thịt cua rồi anh, em cho rộng tay thịt cua lắm. À, em chơi ơi, cái này phải bao nhiêu em? Em khoái chỗ này lâu rồi, qua đây lần thứ tư mới được ăn. Dạ em chị ơi. Trời đông quá, đừng có buông giùm em phỏng đi. Không, không có buông, đến xa chứ không có buông. Anh đến từ quận mấy anh? Quận Phú Nhuận. Phú Nhuận. À, anh biết bánh canh 300k lâu chưa? Biết rồi, qua YouTube. À, 4 lần mới được ăn nè. Vì sao ạ? Tới đây toàn là bị đóng cửa. Hôm nay thì mình kêu tô bao nhiêu anh? 300. 300 ngàn. À, hôm nay thì anh này kêu tô 300 ngàn. 530. Vâng, vị khách này sẽ kêu một tô bánh canh 300k để ăn thử. Lát nữa chúng ta sẽ xem là một tô bánh canh 300k thì có những gì. Một bánh canh thông đem về, một bánh canh thông với một cá, hai bịch nước riêng hết với lại ba bịch dầu nè. Mai sáng mới ăn nước riêng luôn. Năm bịch tất cả đúng không? Dạ. Một thối không gì chứ? Thối rồi, thối rồi. Cái đầu, cái này cũng đi. Một chỗ xôi này. Dạ hai. Anh ơi, tôi cầm cái ly cho em. Anh ơi, nóng quá. Dạ, không chứ. Wow. Rồi nói đi con, nói đi. Cái này đi. Một thập cẩm không em cho rưỡi. Thập cẩm cho mẹ hai rưỡi. Em chạy vô hẻm đi chị ơi, chạy vô hẻm đi, có chỗ để xe, chạy vô hẻm luôn. Có chỗ để xe hả? Sao thập cẩm, sao trăm rưỡi, một thập cẩm không em trăm rưỡi, một thập cẩm chồi này sẽ selfie mình với nó đi. Cô cao. Đã
đạo lên. Dạ đạo. Ok rồi, em có đây. Bạn này có muốn vô đây luôn không? Dạ không. Chắc à. Nghe luôn, vậy nó hai phần đúng không? Em phải đi tới 4 lần. Wow. Anh cũng kỳ công anh ha. Đúng rồi. Cái này 40 ngay trên. Đẹp quá. Có ăn ở chợ Hòa Bình rồi. Nhưng mà nhìn là thấy không bằng đây rồi. Tí này khách đem về lại chị nhắc lại chị hai quên rồi luôn. Còn có đi không? Dạ. Là một chỗ. Cái này thì là cô ơi, bây giờ nãy đem về. Cái này không biết người ta có cho mình nước chấm không ta? Nè nè, 250. Cho chảy nước chấm quá. Không có rồi. Làm ăn chấm đi. Không, ok. Cái này là bình thường. Đào đeo lên thử xem nó có cái gì ở trong này. À, đây, càng cua càng khủng lồ, 2, 3, 4 càng, 5 càng gì luôn nè. 5 cái tổ chảng luôn. 1 con tôm, 2 con tôm, 3 con tôm. À, 3 con tôm. Ôi trời ơi, tài le luôn ông ơi. Cô bán 300 ngàn, cô chưa là được 200 ngàn đâu. Ok, good. Chuẩn. Xuất sắc. Không tự miếng nước đi. Ngon cô. Nhìn là biết ngon rồi. Không có bán như bình thường. Hả? Chấp nhận được. Good. Anh vừa giá 300 ngàn này như vậy là hợp lý không anh? Rất là bình thường. Vì sao? Nhìn nó quá chất lượng vậy này. Không có lý do để gì thắc mắc hết. Không có lý do gì để thắc mắc hết á. Rất là đẹp. Rất là nhiều. Mình tự tiền bỏ tiền ra mình mua mình cũng đâu làm được. Mình cũng đâu làm được gì đâu. Chúng còn ta làm nhiều người ta mới làm được như vậy. Rất mở bàn cả chai nữa nó ngồi. Mẹ ơi bán ba bịch giò đem về đi mẹ nước riêng mẹ ơi. Ủa hai bán bịch giò bánh canh thông với lại con một cái này vừa bánh hỏi thôi bé hậu. Dạ cái này bánh canh thông mẹ. Cô một mấy tô bánh canh 300 gram như vậy thì mình lời khoảng bao nhiêu thôi cô? Không có được 20 ngàn đâu cậu. Không được 20 ngàn. Không có được 20 ngàn đâu cậu. Mẹ đừng có nói nữa. Mấy cái chuyện đó mình tự mình biết. Dạ. Nói cái này dạ. Người ta nói tôi nhiều lắm. Nhưng mà tôi tới đây người ta đồng ý chứ cái đồng tiền người ta bỏ ra với tôi như đó đủ rồi. Ai nói gì nói. Còn ai nói đâu cái việc ai cũng cái miệng đó chứ ai cái việc nói gì nói. Nhưng cô ăn gì đó, bây giờ tôi xin một câu nói thông bình của cậu này. Tôi thấy này á. Xe ra rửa nghe. Đó là cái sự thông bình của người ta. Tôi thấy này á. Xe ra rửa anh ơi. Mọi người phải chứa lên trường có lượt đào lại tôi nói tôi đang đi hôm nay rồi mẹ em đang ngồi đây. Thấy không, 50 ngàn tôi vẫn bán như thường. 20 ngàn tôi vẫn bán như thường. Ai tới đây cũng quan ngân đó. Cảm ơn nha. Rồi 2 giờ gân cá, 1 hộp cẩm chim. Rồi cái này bánh canh là 3 bịch giò đi về. Rồi tôi mới về trước nha. Nói nha, người ta giờ nạt hết giờ gân rồi con chờ người ta đi. Không có một mình cái này bán ba bịch rồi đúng không? Rồi giờ gân cá thật cả mẹ đã nói với con là hết giờ gân rồi. Rồi nè cậu coi 100 ngàn của tôi nè. Cậu coi 100 ngàn của tôi đó. Đây là một tô 100 ngàn. Anh chưa kể cái công làm cái này nó mới bỏ. Chúng ta ba tô. Đây vô đi công bỏ ra nhiều lắm cậu à. Đây 100 ngàn đủ thứ chờ người ta. Nước sôi. Ba tô. Vâng, đây là nơi để xe của quán bánh canh 300k. Xe để trong cái hẻm phía sau. Từ quán bánh canh 300k thì mình đi thẳng vào sẽ có một cái hẻm để gửi xe. Đây là cái chỗ mà mọi người đang bán bánh canh.
Vâng, do là hết bàn rồi nên chúng tôi sẽ ngồi ở đây. Vâng, đây là cái tô bánh canh của chúng tôi vừa kêu. Đây là một tô bánh canh 50.000 ạ. Ở đây thì bánh canh có chanh. Đây là ớt trộn với cái chúng tôi cũng không biết là cái gì. Vâng, ngồi như thế này mà lâu lâu lại có một chiếc xe máy chạy qua thì cũng không dễ chịu chút nào. Một tô bánh canh giò heo 50.000 như thế này thì cũng không phải rẻ và cũng không phải là quá đắt. Một giò heo này cũng khá là ngon. Lâu lâu xe máy lại chạy qua. Vừa ăn bánh canh vừa hít khói bụi. Vâng, ở đây thì có rất là nhiều cái giá dành cho thực khách lựa chọn. Bánh canh không hoặc là ăn với thịt nạc hoặc ăn với giò. Cái quán bánh canh 300k này thì thời gian gần đây thì được rất nhiều sự quan tâm của mạng xã hội cũng như là người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian đầu thì cái quán bánh canh này không có bao tay như mọi người đang thấy đâu. Nhưng mà bây giờ thì quán này đã có bao tay và mọi người thì làm bánh canh có vẻ sạch sẽ hơn trước. Chứ ngày trước thì cũng không có bao tay. Và hình như sau này thì cô chủ quán cũng bán những cái tô là 20-30 ngàn thì cô cũng bán rồi. Nhưng mà đợt ngày trước thì hình như là cô cũng khó chịu khi mà kêu những cái tô bánh canh như vậy. Vâng, hy vọng thì cô chủ luôn buôn may bán đắt, bán thật nhiều bánh canh cho mọi người và luôn giữ gìn vệ sinh thật tốt, để cho đây sẽ luôn là một điểm đến thú vị dành cho người dân thành phố Hồ Chí Minh.